Xin chào bác, em là Minh Tia Chớp đến từ Mid World. Thì hôm nay em có về một chiếc Citizen, có thể tạm gọi là siêu phẩm bình dân được. Trang bị bộ máy 9011, một con máy thuộc dòng Series 9 với tần số 28.800. Chúng ta đã thấy là quá là ok rồi. Tuy nhiên mặt số của chiếc đồng hồ này mới là điều mà chúng ta đáng nói trong video này. Một chiếc đồng hồ với mức giá niêm yết lên đến 143.000 yên chắc chắn sẽ đem lại cho các bác một cái option, phải nói là xứng đáng với tầm tiền. Và hơn nữa thì thiết kế design màu sắc trên chiếc Citizen này cũng thuộc diện là không có gì để mà bàn, quá đẹp luôn. Đây là lần đầu tiên mà em về chiếc Citizen này, nhưng mà thật sự với các bác là nó đáng đồng tiền bát gạo một cách kinh khủng khiếp. Khi mặt số của chiếc đồng hồ này nó không phải là xanh lá nữa các bác nhá, nó là xanh ngọc luôn. Đẹp. Quá đẹp luôn. Rồi, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây là chiếc Citizen NB1062-17W. Mức giá niêm yết là 143.000 yên. Nghe đến 143.000 yên thì các bác sẽ nhớ ngay rằng mức giá con này hoàn toàn giống hệt với mức giá của con Seiko SRX 055. Cái con mà mặt snowflake bông tuyết ấy. Và nếu đặt hai con lên bàn cân thì option hai con gần như là xem nhau. Ngay cả đến cái mặt số cũng là hai cái mặt số trắng bạc. Đấy, tuy nhiên với con Citizen này thì cái mặt số của nó không chỉ dừng lại ở trắng bạc mà nó còn được hoàn thiện trên kỹ nghệ sơn mài. Và với kỹ nghệ sơn mài thì nó sẽ khiến cho chiếc đồng hồ chúng ta có một cái màu sắc không thể nào mê hơn được nữa. Cái màu này các bác nhìn này. Đây, các bác nhìn thấy cái màu xanh ánh ngọc chưa? Cái màu này rất khó quay nhá, nhưng mà với con Citizen này thì nó lại lên cái màu mà chuẩn nhất. Đấy, nó hoàn toàn nó không bị sang một cái màu khác luôn các bác nhé. Tức là ở trong video như nào thì ở ngoài nó như vậy, mà thậm chí là ở ngoài nó còn nhỉnh hơn nhé, nó còn đẹp hơn rất nhiều đấy. Đây các bác nhìn này, đã cực kỳ luôn. Và tất nhiên là cái mức giá của nó sẽ không rẻ. Con này new 100% full bốc các bác nhé, và bọn em giao lưu với các bác là 22 triệu. Con này nếu mà full thuế phí công lãi vận chuyển về thị trường Việt Nam, nó sẽ có mức giá dao động tầm 35 đến 40 triệu. Đi theo trước đồng hồ này là một bộ dây da B rất mềm, màu nâu. Rất mềm các bác nhé. Và đi theo nó là một con khóa bướm với logo Citizen và được mạ PVD màu rose gold vàng hồng. Toàn bộ thân vỏ trên của chiếc đồng hồ này nó sẽ được mạ màu rose gold vàng hồng. Và ngoài ra thì nó có thêm một lớp phủ Duratech ở ngoài cái lớp mạ này. Lớp phủ Duratech này nó như là một lớp bảo vệ vậy. Thứ nhất là nó làm cho cái lớp mạ này trông bóng sáng, bóng hơn, sáng hơn, sáng nhẫy, gọi là bóng nhẫy. Cái thứ hai là nó sẽ giúp cho chiếc đồng hồ chúng ta chống được những cái tác nhân oxy hóa, ăn mòn, nước tẩy rửa, vân vân. Đấy, tất nhiên là nó chống, nhưng mà các bác tiếp xúc nhiều với hóa chất đấy thì nó cũng không chống nổi đâu các bác ạ. Tất nhiên nó chống được một phần nhé. Và cái thứ ba đó là nó sẽ giảm thiểu được những cái vết xước ở trên cái phần thân vỏ. Đấy. Thì với lớp phủ Duratech thì nó sẽ có những cái tác dụng như vậy. Và tất nhiên là với những cái chiếc đồng hồ đắt đỏ thì nó mới được trang bị cái lớp phủ Duratech này. Núm thì thường nó sẽ là núm trơn, trừ khi là những con Citizen đắt đỏ thì nó mới có những cái núm có logo thôi. Cái này thì em nghĩ là cũng được. Cái phần núm nữa cũng mấy ai nhìn đâu đúng không ạ? Thôi thì có logo thì tốt, mà không có logo thì thôi bình thường, kệ nhỉ. Dễ đeo lắm, con này form size thì dễ đeo, nhưng mà nó sẽ phù hợp với những anh em cổ tay nhỏ vừa, tầm khoảng 17 cm lộn về, các bác chú ý nhé. Con này size 38 năm theo thông báo của nhà sản xuất này. Đấy, em đo thì 381 nhưng mà nó sẽ có cái phần 38 năm. Đấy. Khó để đo được cái phần to nhất nhỉ. Thôi cứ tạm coi là khoảng tầm 38 hơn đi. Giày con này xem bao nhiêu này. Giày là 12.2. Nếu mà đo ở cái phần viền đi. Đây em đo ở cái phần viền nhé. Còn 11. Tại sao mà cùng một con đồng hồ mà độ dày của nó sẽ có thay đổi? Là kính của con này được thiết kế theo kiểu dạng cuvette, tức là nó làm hơi cong. Tức là ở giữa thì nó là 12.2, còn ở phần viền này thì nó chỉ là 11 mm thôi. Nên các bác nhớ chú ý cho em nhé.
Tức là độ mỏng con này thì nó cũng gọi là bình thường như những con đồng hồ cơ khác thôi, nó cũng không mỏng hơn mà cũng không dày hơn. Còn lắc to lắc của nó là 46.4. Thì với một chiếc đồng hồ size 38 chấm, cứ cho là tạm gọi là 38 hơn đi, thì lên cổ tay 15.7cm này các bác nhìn này, đẹp luôn, không có gì để mà chê cả, xuất sắc. Một chiếc đồng hồ vừa đẹp thân vỏ vừa đẹp mặt số, bóng bẩy, sang trọng. Nếu các bác cổ tay khoảng tầm 17 này, đeo rất ổn nhé. Đấy, anh em có cổ tay khoảng loanh quanh tầm 17cm đeo rất là đẹp, đổ xuống. Thì tất nhiên rồi, con này nếu mà cổ tay 18-19 thì đeo không được, con này chỉ tầm khoảng 17cm đổ xuống thôi. Bóng bẩy, sang trọng, đó là những thứ mà chúng ta nói về chiếc đồng hồ này. Phải nói là với cái lớp phủ Duratec này, các bác nhìn thấy cái lớp mạ của nó trong bóng bẩy hơn rất nhiều đúng không? Đó là ưu điểm của Duratec đấy. Tất nhiên là một con mạ vàng hồng thì bao giờ nó cũng sang trọng rồi, nhưng mà mạ vàng hồng còn có phủ thêm Duratec nữa thì trông nó còn sẽ bóng bẩy sang hơn rất nhiều. Về kính của nó thì kính sapphire nguyên khối có phủ chống lóa, cho nên là mặt kính của nó cũng khá là trong. Đây các bạn nhìn thấy không, mặt kính này trong vắt, gần như là chúng ta sẽ không thấy những cái điểm lóa trên cái mặt kính của chiếc đồng hồ này. Còn tất nhiên là những cái phản chiếu này thì không tránh khỏi các bác. Phản chiếu này đó là cái hình ảnh của cái camera của em đang quay thôi. Thực ra kính thì nó sẽ có một cái tính chất vật lý là nó phản chiếu lại những cái hình ảnh ở trên cái mặt kính nó rồi. Đấy. Rồi tiếp đến cái mặt số các bác này. Đây các bác nhìn thấy mặt số con này chưa? Đấy, màu xanh ngọc này. Để em kiếm cái góc cho các bác nhìn thấy cái màu xanh ngọc của nó nhìn đã đời cực kỳ. Đây các bác nhìn không? Đấy. Nó kiểu là đúng kiểu chất xanh ngọc luôn đấy, chứ không phải là xanh lá đâu. Con này thì theo thông báo nhà sản xuất thì nó vẫn ghi là green, tức là xanh lá. Nhưng mà con này phải là xanh ngọc thì nó mới là chuẩn nhất. Để các bác bảo lên màu nó đẹp như thế này. Đấy. Mê nhỉ. Người ta có thể nói Citizen là một tay ngang nếu mà nói về những chiếc đồng hồ cơ. Nói về đồng hồ pin thì Citizen nó vẫn là số 1 ở Nhật. Nhưng nếu mà nói về đồng hồ cơ thì thật sự các bác là Citizen nó chỉ là tay ngang thôi. Nhưng mà đến với chiếc Citizen này thì em thấy là đánh giá là cái độ hoàn thiện của nó thật sự là hoàn hảo. Thật sự hoàn hảo. Không có gì để mà chê trên cái mặt số này cả. Có thể những cái mẫu khác ở Citizen thì độ tới của nó chưa cao. Nhưng nếu mà nói về con Citizen mà em đang cầm trên tay thì độ tới nó đã hoàn hảo rồi đấy. Nếu mà đem so sánh mét ra đấy 055 thì em nói về cái độ hoàn thiện thì em sẽ thấy là con này hoàn thiện nó nhỉnh hơn một xíu. Về mặt số thôi các bác nhé. Còn về cọc kim thân vỏ thì có cái gì đấy thì nó 19-10. Nhưng mà về mặt số thì em sẽ thấy là con Citizen này nó hoàn thiện tốt hơn so với SRX055. Tốt hơn các bác nhé. Cái màu của nó lên đẹp lắm. Mà để lên được cái màu này thì không phải là cái chuyện mà đơn giản đâu các bác. Và tất nhiên là cái mặt số này nó được hoàn thiện thủ công chứ không phải là một cái công nghiệp gì cả. Để em nói qua một chút về cái mặt số này nhé. Theo những gì mà em đọc được từ trang tin của Citizen thì họ sẽ sử dụng lá bạc là cái phông nền. Đấy, sau khi dát cái lá bạc này lên trên cái mặt số thì họ sẽ tiến hành cái bước làm ra một cái mặt số sơn mài. Tức là họ lên màu, sau đó họ sơn, rồi họ mài, họ sơn, rồi họ mài. Sơn mài rất nhiều cho đến khi họ đạt được một cái độ bóng nhất định. Họ sẽ phủ thêm bên ngoài một cái lớp dầu bóng nữa để tạo ra cái độ bóng bẩy hơn cho cái mặt sơn mài đấy. Và cái công đoạn này hoàn toàn được làm thủ công bằng tay hết các bác nhé. Thế nên giá trị của chiếc đồng hồ này nó không chỉ dừng lại ở một chiếc đồng hồ mà nó còn dừng, nó có thể tạm gọi là một tác phẩm nghệ thuật được. Với chiếc đồng hồ này. Đấy. Tất nhiên ở trong nhà thì nó sẽ có màu xanh xanh tối như thế này. Chúng ta phải chấp nhận, nhưng mà khi mà gặp nắng thì nó sẽ lên màu rất là đẹp. Đây chỉ cần nghiêng nhẹ một tí khi mà nắng vào thì nó đã lên màu rồi. Đấy, cho nên là các bác sẽ thấy là khá là tinh tế. Một chiếc đồng hồ vừa để đeo vừa có giá trị sưu tầm rất là cao. Một chiếc đồng hồ rất đặc biệt của Citizen đấy các. Không phải là một bản limited. Con này không phải là một bản limited. Hoàn toàn không phải là một bản limited. Nhưng nó sẽ khá là hiếm gặp trên thị trường. Khẳng định với các bác là một chiếc đồng hồ khá hiếm gặp trên thị trường của Citizen. Với những chiếc thủ công thì thường những cái số lượng lớn thì thường là nó sẽ rất là khó làm. Rồi, còn cọc kim các bác nhìn này,
nhìn như Grasecco luôn, không có gì để mà chê trách cả. Có thể nói cảm hứng của Citizen thì nó lấy nhiều từ Seiko. Có thể sẽ nhiều nhiều bác nói rằng là tại sao mà một thằng Citizen lớn như vậy mà mày dám nói rằng nó lấy cảm hứng nhiều từ Seiko. Nhưng mà thực sự với các bác là các bác sẽ thấy là cái thiết kế, cái độ hoàn thiện của thằng Citizen nó giống hệt với nhau, từ cái phần dây, từ cái phần khóa, từ cái thiết kế bộ khung thân vỏ, bộ máy khác nhau. Đây các bác nhìn này, ví dụ như phần khóa của thằng Citizen, thằng Seiko làm như nào thằng Citizen làm như vậy, và nó khác như nào thằng Citizen khác như vậy. Thậm chí nhiều khi mà em đưa cái phần dây khóa của Citizen mà em che đi thì các bác sẽ không biết rằng đây là Citizen hay Seiko. Đấy, nhưng mà độ tới thì chưa đến, nhưng mà với chiếc đồng hồ này thì em thấy là độ tới nó đã ngang bằng rồi, ngang bằng với Citizen à, với Seiko rồi. Thật sự các bác là độ hoàn thiện của nó quá tốt. Nhìn cọc kim này, nó bê nguyên từ Grand Seiko về. Tất nhiên là so Grand Seiko thì không so được, nhưng mà nếu mà ngang với SRX055 thì hoàn toàn có thể ngang ngửa. Và cọc kim con này được mạ PVD màu rose gold vàng hồng, rất là nổi trên nền cọc nhé, rất đẹp. Đấy, máy 28.800, máy con này thì cao hơn SRX055 nhưng độ trừ cost thì lại không bằng. Citizen Automatic với bộ máy quá đẹp. Con này là Japan 9011 các bác nhé. Ngay cả phần đánh số này thì Seiko đánh như nào thằng Citizen đánh như vậy. Ban đầu chữ Japan, sau là đến bộ máy, sau là đến serial number mà số dial hoàn toàn như nhau cả. Có thể nói là gọi là anh em không chung nhà, rất giống nhau. Con này là new 100% full box các bác nhé. Season thì nó ít khi nó làm đáy có siêu lắm, em không hiểu lý do. Đây, Citizen này chống nước 13 tư đường 100m, Duratec này, Made in Japan 9011. Rồi serial number của đồng hồ, kính Sapphire, thân thép không gì có mạ. Đấy, máy 9011 thì các bác nhìn thấy design quá đẹp luôn đúng không ạ? Chắc chắn là máy series 9, thậm chí là series 4 thôi, máy nó đã design đẹp hơn bọn 4R, 6R rất nhiều rồi. Nói chung là con máy của Citizen nó đẹp hơn, đẹp hơn nhiều. Nhưng mà thôi, máy thì mấy ai nhìn. Rồi, thì với chiếc Citizen này nó sẽ chạy con máy là 9011 các bác nhé. 9011 thì chúng ta có tần số dao động là 28.800. Con này chỉ có đâu đó rơi vào tầm khoảng hơn 40 giờ. Automatic có hỗ trợ có tay, có dừng kim dây đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Độ sai số cho phép bọn này thì từ 10 đến 20 giây một ngày, nhưng mà quanh quẩn quanh 10 giây hoặc là dưới 10 giây một ngày thôi. Nói chung là độ sai số của Citizen thì không phải bàn. Bền, lành, dễ sửa chữa. Và mức giá chỉ có là 22 triệu. Giá trị sưu tầm rất cao trên chiếc đồng hồ này. Bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng dân vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện hỏng phách. Mọi thông tin liên hệ thì em để phía dưới phần tiêu đề cũng như là mô tả sản phẩm, như số điện thoại, Facebook, Zalo, địa chỉ cửa hàng, số tài khoản ngân hàng để các bác có thể tiện trao đổi. Tất nhiên đối với những sản phẩm MrWorldWatch phân phối thì bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đồng hồ. Cái này thì mong các bác thông cảm cho em Minh nhé. Đấy, còn con này đảm bảo các bác nhìn ở ngoài nó đẹp hơn rất nhiều. Rất rất nhiều luôn đấy. Nhưng mà cũng phải nói với các bác trước đó là với cái mặt sơn mài thì bao giờ nó cũng khó lên màu hơn là so với mặt thông thường. Cho nên nếu ở trong nhà thì nó thường nó sẽ có màu xanh đen như này. Nhưng mà nếu mà gặp nắng, chỉ cần một tí nắng thôi, nó lên màu xanh ngọc. Mà xanh của nó là xanh ngọc luôn các bác nhé. Đẹp lắm. Rồi, xin chào các bác.